Vị khách mời cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó chính là Flexet Check. Yeah, xin chào tất cả mọi người, mình là Flexet Check. Hôm nay mình rất vui khi mà được tham dự chương trình 84 Round cùng với chị MC Tina. Hello em. Ok. Flexet Check, cho chị hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn em trẻ quá. Năm nay em 17 tuổi. 17 tuổi? Vâng. Wow, vậy thì em đã đến được với rap được bao nhiêu lâu rồi? Nếu mà em còn trẻ như thế. Em thực ra là em cũng biết rap lâu rồi, em bắt đầu chơi rap từ khoảng tầm 3 năm trước. Từ cuối năm 3 năm trước có nghĩa là em 14 tuổi. Mẹ đã bắt đầu. Em bắt đầu em viết linh tinh rồi. Wow, rất là tài năng. Vậy thì em đã từng hoạt động ở những tổ chức underground nào chưa? Em có hoạt động ở hai tổ chức. Một là GVA. Đấy là một cộng đồng. Cái hai là label của Akaricop. Và hiện tại thì em đã quay trở lại với cả GVA và làm mảng producer cho bên đấy. Vậy thì hiện tại em có những bản hit nào không? Em có thể kể tên ra được không? Em cũng ít sản phẩm lắm, nhưng mà hầu như là có, em có bài Em này, bài Chotsumi, có feat với cả Fuzu, một bản remix khác, một bài Conversation ở trên SoundCloud. Bài nào mà em cảm thấy là bài hát mà thành công nhất đối với em? Thực ra thì cả ba bài đấy đều thành công, em nghĩ thế. Wow. Còn nếu mà để mà đưa được mình đến với cả công chúng rộng hơn ấy, mọi người biết nhiều hơn, thì em sẽ chọn bài Talk To Me feat với cả Phúc Du. Em có thể nói rõ hơn về bài hát đó không? Nội dung của bài hát đó được không? Thực ra bài hát đấy thì cũng là kiểu những kỷ niệm của em với cả một bạn. Thì là nó chỉ là những cái buổi mà đi chơi xong rồi là đi ăn uống các thứ vân vân. Có một bạn nữ à? Một bạn nữ. Wow. Em nghĩ là không nên viết về một bạn nam vì nó sẽ hơi có vấn đề một tí. Đấy, thế thôi. Vậy thì điều gì đã mang em đến nền âm nhạc? Có nghĩa là em có một thần tượng nào đấy hay là như thế nào không mà tự nhiên em lại thích rap? Nếu mà để nói thì có một người bạn mang em đến với rap ở đầu năm lớp 7. Còn để mà nói là thần tượng thì chắc là khoảng thời gian đầu em thực sự em nghe rất nhiều những cái bản nhạc của Binzy ngày xưa ấy, Binzy mà lúc còn làm nhạc tình yêu ấy, trong sáng. Sau thì đến tận bây giờ thì có Rhymastic và DPR Live ở bên Hàn. Đấy là những người mà truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Mặc dù thì độ tuổi của em rất là trẻ nhưng mà em lại có rất là nhiều kinh nghiệm và ra mắt được khá là nhiều sản phẩm âm nhạc mà không phải ai ở độ tuổi đó cũng có thể làm được. Vậy thì điều gì khiến em tự tin nhất về bản thân của mình? Em nghĩ đấy là về cái sự lạc quan của em. Thực ra thì từ đầu lúc mà em chơi rap bây giờ bước qua khá là nhiều thăng trầm rồi, thì chính cái sự lạc quan đấy đã khiến cho em nói chung là một phần nào đấy thúc đẩy em đi được đến cái con đường rap này nó dài hơn. Vậy thì những cái khó khăn mà em đã trải qua khi em bắt đầu rap là những gì? Cái khoảng thời gian đầu khi mà em biết rap thì không được nhiều sự ủng hộ cho lắm, hầu như là underrated khá là nhiều. Sau đấy thì vấn đề phòng thu và các thứ nữa cũng làm cho em kiểu khá là mệt mỏi về vấn đề đấy. Trên phần sản phẩm em ra khá là ít. Xong rồi còn phải, có nghĩa là mình muốn trong một cộng đồng rap ấy, thì mình phải chơi với họ. Và lúc đấy là em đi tìm kiếm rất là nhiều những cộng đồng rap, nhưng mà may mắn là em có những người bạn đồng hành cùng và họ chỉ cho em những cái điều ấy. Và còn rất nhiều cái nữa nhưng mà em không tiện kể nó lắm. Vậy thì cái thời gian đầu khi mà em bắt đầu rap thì em nói là không nhận được nhiều sự ủng hộ đúng không? Có nghĩa là sự ủng hộ đấy từ phía gia đình hay bạn bè hay là ai? Sự không ủng hộ đấy bắt nguồn từ cả gia đình và bạn bè luôn. Cho đến thời điểm hiện tại thì em có thể nói là đã có chỗ đứng trong rap Việt. Vậy thì từ phía gia đình và bạn bè của em có thay đổi một chút gì về suy nghĩ hay là ủng hộ em hơn không? Về phía gia đình thì vẫn không, họ vẫn không muốn. Còn về phía bạn bè thì hiện tại thì họ ủng hộ khá là nhiều và họ muốn em bước dài hơn nữa trong cái vấn đề chơi nhạc cũng như là làm nhạc rap như này. Có thể là tại vì do gia đình em rất là muốn em tập trung vào học hành nhiều hơn đúng không? Vâng. Sợ là mình sẽ chỉnh mảng một chút nếu như mình cứ thích âm nhạc nhiều quá. Yeah. Năm thứ em không thể sống thiếu trong cuộc đời là gì? Đầu tiên là phở, thứ hai là mì. Đấy là hai món em thích ăn nhất và nó vừa nảy ra trong đầu em xong. Đấy, thứ ba là điện thoại.
Đấy, thứ tư là sự tự do, còn cái thứ năm là thuốc lào, điếu cày. Đấy, cả hai gộp lại. Tại sao lại là thuốc lào và điếu cày? Em nghĩ là mình là người Việt thì mình nên dùng hàng Việt. Vâng, dùng hàng Việt, ủng hộ cái sự phong tục tập quán của Việt Nam. Thế thôi. Nhưng mà cũng khá là có tâm hồn ăn uống đúng không? Em ăn nhiều nhưng mà vẫn không béo được. Người vẫn gầy. Trong tất cả những sản phẩm âm nhạc của em thì đâu là bài hát mà em tâm đắc nhất? Bài hát em tâm đắc nhất là bài Chosumi. Tại sao? Bởi vì đó là một bài hát mà em đã viết về một người con gái với những kỷ niệm mà bọn em đã từng trải qua. Đó là bài hát đấy khá là đẹp và có ý nghĩa rất trong sáng. Wow. Ok, cảm ơn em đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, sau đây sẽ là Flex Set Check với Talk To Me. Mà nếu chưa đôi mươi anh gần em hơn, nhưng suy nghĩ anh không phải cho hành động này đi qua chớn. Anh không biết liệu em có bên anh, hay đó là giấc mơ mà bản thân anh chỉ muốn quên nhanh. Gảy dây đàn cho anh vội vã như em ngày qua và ngay lúc này. Về còn thời gian để anh cảm nhận môi em trong từng phút giây. Qua vội dòng tâm tư anh thả trôi, chắc có lẽ đâu đó hoài niệm anh nhớ thì cũng đã qua rồi girl. Với nỗi buồn khi em ngồi sau xe và anh đang muốn quay lại lối cũ ta đã về. Thôi thì cứ đi, nhưng mà chớ quên. Anh tự nhủ là phải đeo em về trước khi 10 giờ đêm. Cảm xúc thăng hoa như đang để anh để viết ra đây. Lặng tình một mình nhung nhớ tên em lại viết ra tay. Girl, yêu em mất rồi. Anh muốn kéo đôi tay em về đây. Dịu dàng từng câu ca anh mà em đâu thấy. Chỉ là gió khẽ nhắc tên em. Xa lạ để bỗng hóa thân quen. Lỡ mang bao nhiêu nỗi nhớ trái dài bao nhiêu tháng ngày rồi anh mong có em tâm tư chỉ muốn em thôi. Cứ nói với anh đi, cứ nói với anh đi, nói với anh đi em. Cứ hát với anh đi, cứ hát với anh đi, hát với anh đi em. Cứ uống với anh đi, cứ uống với anh đi, đến uống với anh cho ta say rồi đâu hay. Ngồi bên nhau ôm trọn cả thế giới này. Can't take my eye off you. I'm drunk right now, cause you. I wanna say I love you. Yeah. City lights all night, they're on fire. Maybe right, maybe wrong, who can know that? Know that. Yeah. Tell me, girl. Tell me, girl, what you want from me. Crazy guy, I just have no. So fine, yeah. Cause toilet dream I can't sell. Cause I know you are my fairy tale. Yeah, đừng có soi tao nữa vì càng soi thì càng bực mình. Lời này từng cắt công, phong này từng bẻ xích, từng bài nhạc cất công. Anh em cùng về đích, mấy thằng đu theo tao được mấy thằng vapor nghiện nên nghe nhạc tao xong là chúng dùng để trích. Luyện tao thêm đê, kể thêm vài năm nữa tao vẫn lại nghe mày như bim bim, nhìn mắt mày lim dim. Nghe nhạc tao mỗi ngày bởi đơn giản đội này được gọi là dream team. Yeah.